Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả anh em yêu thích và đam mê hoa lan rừng đã đến với kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, thành công trên mọi lĩnh vực và sưu tầm được nhiều loài hoa lan đẹp trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì mình cũng giới thiệu cho các bạn một số cái mặt bông phi điệp rất là đẹp và có độ bay cả ngày lẫn đêm luôn. Cánh rất là tròn, kể cả cái lưỡi này rất là đẹp. Bông thì khá là bự các bạn nhé. Điệp này thì cũng không biết là vùng miền nào, nhưng mà mình thấy là hoa nó rất là đẹp nên là cũng muốn chia sẻ cho anh em cùng ngắm và chiêm ngưỡng. Đây là những cái cây phi điệp mà được nuôi hoàn toàn tự nhiên chứ không có phân bón kích quắc gì đâu các bạn nhé. Đây có cả ki này, ki này là ki 5123, năm này năm thứ tư các bạn nhé. Đấy, độ dài là được 5 phân mà đã có một bông hoa này. Cây này là cây con của cây này. Và trên một giò hoa này thì nó có rất là nhiều cái bông nó khác nhau. Vì là khi mà sưu tầm về thì cũng để lẫn lộn cho nên là có cũng khá là nhiều mặt bông khác nhau và nó cũng rất là đẹp. Đây là một trong những cái bông điệp có thể nói là rất là ổn. Đấy. Vừa là để chiêm ngưỡng, vừa là để có thể là cho anh em biết được là ngoài phi điệp đột biến gen ra thì cũng còn rất là nhiều cái hàng phi điệp thông thường rất là đẹp và có mùi thơm rất là dễ chịu. Độ hoa thì rất bền. Có lẽ cây này cũng được khoảng tầm 15 đến 20 ngày gì đấy. Tùy vào thời tiết từng khu vực, trên mình Lai Châu thì nó mát hơn cho nên là cây phi điệp nó nở tương đối là lâu tàn. Trên này là còn rất nhiều bông điệp rất là to khủng, nuôi hoàn toàn tự nhiên các bạn, không có phân bón gì đâu, nhìn cái cây nó cứ rồng rọng này, thế mà hoa thì chữ chịt luôn. Có những cái mặt bông đây, bông này cũng sắp tàn rồi nhưng mà bông rất là khủng đây, đẹp. Vào buổi trưa thì ở đây có lẽ là một trong những ai mà bị dị ứng thì không thể nào mà lên trên này được vì nó mùi hương nó rất là sặc sỡ. Và điệp thì nó là một trong những cái dòng rất sai hoa và dễ trồng. Anh em nào cũng có thể trồng được, nhân giống nó cũng rất là nhanh, cực kỳ nhiều luôn. Có cả những cây mắt xước một thời vang dội, rất là nhiều anh em thích. Một trong những cây dáng hương tam bảo sắc trắng, năm nay mới tét hoa. Năm ngoái thì về thì cũng chưa biết đâu được mà lần nên là thôi, năm nay test là chuẩn rồi, chuẩn đét lên đẹp. Đây là một trong những cái bông điệp cũng khá là đẹp, mỗi tội là cánh nó hơi xoăn, không được như cái bông lúc nãy. Đây bông này cũng đẹp, nói chung là còn rất nhiều. Nhân ki, nhân kiến, đây là kiến. Năm nay thì chắc là không lấy được kiến rồi các bạn, không thể có để mà lấy được vì đã được lựa chọn từ ngay từ rừng rồi. Đây là những cây kiến này là cách đây vài năm. Đây là vườn của một đồng chí cu em, anh em hay ngồi trà chéo với nhau suốt đấy các bạn. Đấy, có những mặt bông rất là đẹp. Úi trời, mẹ cái chỗ này giật cả mình. Hôm sau bảo ông ấy là ấy đi em ạ. Đấy, đây là kiền Lai Châu.
Hàng này chắc là cũng phải tầm được 4-5 năm rồi. Mà nuôi theo kiểu nông dân, không phân bón và không chăm sóc, sống chết mặc bay đây. Hoa thì rất đẹp. Đấy. Và cũng may là nó cũng không chết, nó cứ giật dẹo vậy thôi. Đấy, năm nay thì có lẽ là cho ăn phân bón rồi là kích thích cái chót cho nó phát triển lên rất là khỏe. Công nhận mặt bông này quá đẹp luôn. Tối nó cũng như này nhỉ. Ngày là thế rồi. Bông cực kỳ đẹp. Đây các bạn có thể ngắm này. Khuôn bông khá là tròn. Nếu mà đây là mình quay video, còn nếu thực tế thì nó còn đẹp hơn như này rất là nhiều. Có ki rồi. Ki năm đầu tiên, bé bé đấy. Rất là ổn. Khuôn bông rất là tròn nha các bạn nhé. Vâng, vậy thì hôm nay cũng là cái clip nho nhỏ chia sẻ cho anh em những cái bông phi điệp rất là đẹp ở mùa vườn của nhà cô em, phát triển rất là khỏe và nuôi theo kiểu nông dân cho ăn cỏ thôi các bạn ạ, chứ không cho ăn phân bón gì hóa học đâu nhé. Rất cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả anh em đã thường xuyên theo dõi kênh của Vườn Lan Trường Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.